Ngayon ay inimbitahan namin kayong pakinggan ang sumusunod na lecture ni Supreme Master Chinghai na may pamagat Ang mga benepisyo ng espiritual na pagsasanay, ikalimang bahagi ng lima sa Palawan Refugee Camp sa Pilipinas noong ikapito ng Abril taong 1971. Thưa sư phụ, theo kinh Phật có nói là có luân hồi. Như vậy thì ở trong sáu cõi thiên nhân Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, thì những người mà luân hồi có nghĩa là phải đầu thai nhiều kiếp và trở lại những cái kiếp mà trong cái sáu cõi đó. Nhưng cũng theo kinh Phật nói rằng cõi người là cái cõi mà có điều kiện nhất và cũng là cái cõi mà dễ giải thoát nhất. Như vậy con thấy cõi người càng lúc càng sinh ra rất là nhiều. Như vậy thì có phải là từ các cõi đến hay không? Nếu từ các cõi đến thì cái cõi người không phải là cái cõi điều kiện để mà giải thoát nhiều nhất hay không? Con sư phụ. Yes. Đức Phật nói như vậy 100% đúng. Cõi người là cái cõi dễ thành Phật nhất. Tại vì từ cõi người là lên trực tiếp lên cõi Phật liền đó. Nếu mình tu. Chứ còn đâu phải ai làm người cũng thành Phật đâu. Cõi người là cái cõi đủ điều kiện để mà thành Phật. Thí dụ như mình Atula, mình không có thân thể, mình khó tu cái phép Quán Âm. Nếu quý vị nào theo tu phép Quán Âm sẽ biết tại sao Atula không thể tu thành Phật được, bởi vì họ không tu pháp Quán Âm được. Hoặc là làm con vật thì không thể tu pháp Quán Âm được, mặc dù con vật nó có hiểu mình mà tu không được. Chỉ khi nào quý vị tu pháp Quán Âm, quý vị mới hiểu được cái điều này mà thôi. Cái này sư phụ không giải thích ra được, nhưng mà quý vị hiểu liền tại chỗ. Cái lúc mà truyền pháp, quý vị hiểu liền tại sao mà chỉ có con người mới tu có pháp Quán Âm được mà thôi. Nó khổ cái chỗ đó, nhưng mà sư phụ không thể nói ra đây được. Nhưng mà cái lúc truyền pháp, sư phụ hiểu, quý vị hiểu liền lập tức. Nghĩa là one second, cái lúc mà truyền pháp là cái một giây đầu tiên là quý vị hiểu liền tại sao chỉ có con người mới tu được thành Phật mà thôi. Nhưng mà sư phụ không tiện nói ra đây, nói không được, nói những người không ai hiểu hết. Nhưng mà đi truyền pháp là hiểu liền tại chỗ, mới kêu là tức khắc khai ngộ. Nhưng mà không phải hiểu có bấy nhiêu đó thôi, mình còn thấy được cái tự quan, cái tự tánh của mình, hào quang sáng suốt của mình á, và hiểu được những cái điều mình chưa bao giờ hiểu được á, nên cái khai ngộ rồi. Thì bây giờ tại sao mà cái thế giới của mình á, nó càng ngày nó càng đông á, thì đúng như lời anh nói vậy. Từ những cái thế giới khác nó lên, từ địa ngục mà lên, từ cây cỏ đất đá mà thành, từ súc vật mà biến thành con người á. Hoặc là như từ những hành tinh khác, họ có cái phúc đức đó, họ được xuống làm người. Nhưng mà khi nào họ làm người mà họ gặp được minh sư, họ biết tu hành á, thì họ mới được thành Phật. Nhưng mà cái cõi này là cái cõi có thể tu thành Phật được, còn những cõi khác không. Ý như vậy thôi. Nhưng mà không tu thì cũng lãng phí cả đời thôi, như thường thôi. Cũng như một cái cây bông sứ như vậy, có biết bao nhiêu là hoa. Nhưng mà đâu phải cái hoa nào nó cũng trường thọ cho tới khi nó khai đâu. Nhiều khi mới cái búp nhỏ nhỏ bị gió thổi, bị sâu nó cắn, bị mấy em nhỏ nó bẻ rớt xuống đất hết trơn. Chỉ có còn rải rác một số bông là còn sống mà cho tới ngày khai hoa mà thôi. Thì làm người cũng như vậy, đâu phải người nào cũng tu được. Nhưng mà bất cứ một người nào trên cõi đời này đều có thể tu thành Phật. Vậy đó, cho nên nó quý giá cho đó. Tại từ cõi người là lên cõi Phật liền, còn những cái khác là phải đợi. Cũng như mình ở trung học xong, thi đậu trung học xong là lên đại học được, còn tiểu học thì phải đợi. Còn chi nữa không anh? Thưa, vô tâm có nghĩa là gì? Các vị thầy thì nói là vô tâm có nghĩa là những cái vấn đề, những cái hành động hoặc giả là lời nói mà mình không có chủ ý để làm chụp buồn cho người khác. Cái đó là vô tình. Là vô tình. Đó vô tình. Còn nhưng mà cũng các vị thầy thì nói là vô tâm có nghĩa là đến tâm không.
có nghĩa là giữa chủ thể với vạn vật đồng nhất thể, không giữa phân biệt giữa ta và đối tượng với cái chủ đó thể. Cái đó đúng. Như vậy thì cái câu nào đúng? Thưa vô thượng sư giải thích. Không, con hiểu. Cũng tùy theo trường hợp chứ. Thí dụ như anh làm phiền, anh làm người nào đó buồn á, rồi người đó buồn rồi trách anh nói, ô cái này tôi vô tâm mà thôi. Thì cái lúc đó ông thầy ông giảng cái chữ vô tâm là những hành động mình làm mình không hiểu được, mình không để ý á. Đó đúng chứ, cũng đúng. À, nhưng mà vô tâm là cái người mà đã không còn cái phân biệt cái ta và cái người nữa. Nhưng mà cái trình độ này là trình độ của Phật, chứ mình không thể dùng ngôn ngữ mà giải thích như vậy. Cho nên anh mới khó hiểu. Cái khi nào anh đã tu hành lên tới những cái trình độ cao, tự nhiên anh hiểu liền. Hả? Cũng như mình nói vô vi ở bên đạo lão như vậy thôi. Tức là cái người đó không có ngã nữa. Làm việc không phải từ cái đầu óc của anh làm ra. Tâm cái lúc đó là chỉ đầu óc đó. Nhưng mà làm việc là từ cái mệnh lệnh của toàn cõi vũ trụ, làm việc chung với tất cả mọi chúng sanh trong hoàng vũ, chứ không phải làm việc từ cái đầu óc cá nhân mình. Đấy là nói người, là cái thế giới của những người đã tu hành cao. Thưa sư phụ, người ta truyền thuyết rằng Đức Đạt Lạt Đà Ma của Tây Tạng là một vị quốc vương bao nhiêu kiếp, có nghĩa là hết vị này đến vị khác, nhưng mà cũng là một vị. Thưa sư phụ, điều đó có đúng hay không? Theo những cái truyền thuyết và những cái câu chuyện kể lại đó thì nó như vậy á. Theo những cái mà những cái gì mà họ đã chứng minh được thì họ nói nó như vậy á. Mình cũng không nên nói đúng hay không đúng, nhưng mà cái chuyện này có thể được, có thể có chứ không phải không có á. Thường thường á, cái này lại ám chỉ một vị Phật sống, tức là cái thân thể mình nó thay đổi, nhưng mà cái lực lượng á, cái Phật tánh bên trong nó không thay đổi, mượn một cái thân thể khác trở lại để mà độ chúng sanh. Trong cái sự huyền bí thì cũng đúng chứ không phải không đúng, có thể có chứ không phải là không thể. Thưa với sư phụ, con là Phật tử, cũng là có nhã ý là nói với sư phụ, vô thượng sư. Hồi nãy thì nghe có là sư phụ giảng về vấn đề Hoàng Thái Tử Phật Thích Ca. Thì bây giờ đệ tử muốn cái là xin sư phụ có thể giải thêm về vấn đề mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát thì coi phẩm phổ môn biết liền, giảng sư phụ làm chi, hỏi làm chi. Hỏi là cái ý nghĩa mà từ khi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đi tu á, đến khi thành đạo. Thành ra muốn là hiểu cái tiểu sử của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì trong kinh Phổ Môn, Đức Phật có nói rằng Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị oai thần tự tại. Tất cả những chúng sanh nào cầu nguyện đến Ngài đều được Ngài chiếu cố và giúp đỡ. Cho nên kêu bằng Quan Âm, Quan Thế Âm. Nhưng mà trong cái kinh Lăng Nghiêm á, Đức Quan Thế Âm có nói rằng bởi vì Ngài tu phép Quan Âm mà thành Phật, cho nên dùng cái đó mà đặt tên cho Ngài luôn. Ok? Quan Thế Âm Bồ Tát á, là bất cứ người nào cũng có thể thành được. Hả? Tu phép Quan Âm rồi có thể quán hết tất cả những âm thanh trong vũ trụ và của thế gian để mà tùy duyên cứu độ người ta. Thì cái lúc đó mình là Quan Thế Âm Bồ Tát. Hả? Cũng như ai mà theo học trường y khoa đó thì một hồi cũng thành bác sĩ cả. Hả? Đó là một quả vị nữa, chứ không phải là một cái tên đặc biệt, không phải là một cái tên riêng. Làm sao để thấu hiểu cái tính giác để đi đến sự khai ngộ. Hai bác phải ăn chay, trì giới, tu phép Quan Âm. Còn nếu bác muốn có phước báo không thì niệm Phật, ăn chay, lạy Phật được rồi. Mà từ từ mai mốt của nó cũng hiểu. Còn cái tu pháp Quan Âm thì nó hiểu liền. Xin thưa vô thượng sư, con xin được hỏi. Bây giờ con rất muốn đi xuất gia. Nhưng vì cha mẹ con không đồng ý, nhưng làm con hiếu thảo chưa tròn, vậy con phải làm sao? Con có nên chờ cơ duyên đến hay không? Tu là tu Phật tâm của mình vậy. Cái nhà cũng, cái chùa cũng làm cái nhà thôi. Tức là ở nhà với cha mẹ, rồi ăn chay, niệm Phật. Còn muốn cạo đầu thì cạo, muốn để tóc dài.
Thấy không? Tu đâu phải tu quần, tu áo, tu tóc, mà tu tâm. Nếu cái tâm mình mà không sáng suốt, không biết được cái Phật tánh của mình, tu mấy trăm ngàn cái chùa cũng không quan nhầm gì. Hà huống chỉ một cái chùa. Tại sao cha mẹ cản quý vị xuất gia, quý vị có biết không? Thứ nhất, tại thương yêu con cái, muốn ở gần gũi hoài, sợ vô chùa là mất luôn. Để làm việc cho thầy chứ không làm việc cho cha mẹ nữa. Mỗi ngày gặp thầy chứ không được gặp cha mẹ nữa. Thứ nhất. Thứ hai, nhiều khi quý vị cha mẹ sợ rằng anh hay chị đi tu đó không có quyết tâm, mai mốt nửa chừng bỏ về, rồi hoặc là không chịu nổi cực khổ trong chùa, ăn rau muống chấm tương hoài nó rót xác xót ruột, anh nó mới cản trở quý vị. Chứ nếu quý vị có quyết tâm thì trời Phật cũng cảm động, huống chi là cha mẹ. Hả? Thử coi cái tâm mình có quyết hay không. Người Tàu họ cũng có nói là tu thân tề gia rồi mới trị quốc ở bình thiên hạ. Bình thiên hạ là cái gì? Không phải đi đánh giặc đâu, nhưng mà ý nói rằng thành Phật đó, giáo hóa chúng sanh đó, ngao du trong thiên hạ để mà bình cái tâm cho thiên hạ, an cái tâm cho thiên hạ. Thấy chưa? Làm cái định cái lòng cho bá tánh, đó kêu là bình thiên hạ, chứ không phải lấy súng lấy ống ra chiếm hết nước này đến nước kia đó là bình thiên hạ đâu. Sau này những ông vua, những nhà chính trị dùng ẩu bình thiên hạ, cái là đi sát phạt người ta, chiếm đất chiếm đai người ta, cái đó không phải là bình thiên hạ. Nhưng mà đó kêu bằng cái gì? Bằng thiên hạ, bằng khủng hóa thiên hạ. Mình ở nhà mình đi tu cũng được kìa. Những người đi theo sư phụ đây cũng có một số người tại gia. Sư phụ đem theo một đoàn thể, gấp đôi cái đoàn thể này, nhưng mà tại vì họ kẹt cái vấn đề visa, họ còn bây giờ ở trên bến đảo Guam, bữa nay mới về Manila, thành ra không có đến đây được. Làm sư phụ, nhân viên mất đi một nửa, làm việc hơi chậm chạp. Mà sư phụ mấy bữa nay cũng không có thị giả. Những người mà đã quen đi chung với sư phụ đó, giúp đỡ sư phụ trong những việc lặt vặt, sư phụ không có ai hết. Rồi nhân viên truyền hình thì chỉ có một anh thôi, ví dụ vậy đó. Rồi truyền thanh thì không có ai hết, ví dụ là mình không có ai tổ chức cái gì, nó hơi lộn xộn chút, hơi mệt. Thì cũng ráng. Cái lúc này lúc làm việc nhiều mà là người lại ít, khổ vậy. Ma chướng có biết không? Đúng cái lúc mà sư phụ cần thiết nhất á, cắt đi, cắt giảm nên là tài trợ, cũng như có nhiều người bị cắt lương thực kìa, hoặc là cắt hết tài trợ đó, sư phụ bị cắt đều, thì sư phụ đâu có complain, đâu có khiếu nại ở đâu được. Quý vị ở đây bị cắt còn lên khiếu nại văn phòng nước, văn phòng điện được, sư phụ khiếu nại ai? Nhiều khi sư phụ đi hoằng pháp các nơi trên thế giới, đồ đầy đi theo không có đủ, tại vì những cái có nhiều nước visa nó khó. Trong thánh kinh có nói sống gửi thác về đâu, địa ngục hay thiên đàng. Vậy mỗi tôn giáo đều có một địa ngục thiên đàng khác nhau, hay chỉ có một thiên đàng một địa ngục? Còn Phật A Di Đà và Chúa Giêsu là con của Thượng Đế phải không? Này hỏi ngay hai người đó, sao hỏi sư phụ cả? Mai mốt sư phụ chỉ cho cái cách hỏi. Bây giờ mình tu phép Quán Âm, mình ăn chay trì giới, tu Quán Âm xong mai mốt gặp Phật Di Đà hỏi ông, ngài là con của ai? Rồi đi lên trên thiên đàng gặp Chúa Giêsu hỏi, ngài có phải con Thượng Đế không? Hai người có phải con chung của Thượng Đế không, hay là con riêng? Hay là Thượng Đế có hai vợ? Chứ bây giờ hỏi sư phụ cái chuyện của Thượng Đế, sư phụ sao trả lời được? Nó vui là cho chỗ đó đó. Và cái câu ở trên kia sư phụ có thể trả lời được, là thánh kinh là sống gửi thác về đâu, địa ngục hay thiên đàng? Địa ngục hay thiên đàng là Phật có nói rồi, cũng vậy thôi, tùy theo cái cách làm việc của mình, tùy theo cái cách sinh sống ở trong cái cõi đời này của mình mà mình xuống địa ngục hay lên thiên đàng. Nếu mình làm ác, mình làm những điều không phải, mình thù hận, mua thù chuốc oán thì mình xuống địa ngục. Còn nếu mình làm lành, nên giữ, có tâm từ thiện, có tâm lành thì lên thiên đàng. Địa ngục thiên đàng có nhiều thứ chứ không phải có một cái mà thôi.
Có thứ địa ngục rất là đau khổ, có thứ địa ngục nhẹ, thiên đàng có cái thiên đàng cao, có cái thiên đàng thấp. Nó càng cao thì càng tốt, càng thấp thì càng ít cái sự lành. Đến cao nữa là cõi Phật hoặc là thiên quốc, là cõi cao nhất, vĩnh viễn trường tồn, vô cùng khoái lạc, cái bằng cực lạc. Cái okay. Còn gì nữa không? Mỗi tôn giáo đều có địa ngục khác nhau, không phải đâu. Địa ngục là địa ngục, thiên đàng là thiên đàng, cỡ cỡ đó à. Không phải lên đó rồi mình thấy Chúa với Phật ngồi chung bàn uống cà phê. Ở dưới này mình phân biệt tùm lum, nói Chúa hay Phật dở, Phật dở Chúa hay tùm lum. Lên đó quý ngài cũng bạn bè nhau thôi à. Chắc là con chung của Thượng Đế chứ không phải con riêng à. Không lẽ Thượng Đế đẻ ra hai ba lớp con khác nhau sao? Hay là ông có hai ba bà vợ, mỗi người cũng khác, làm con khác nhau sao? Thượng Đế là gì? Là chân lý, là sức mạnh vĩ đại của càn khôn, là trí huệ vô cùng kỳ diệu, là cái lòng thương vô lượng vô biên. Chứ không phải Thượng Đế là một người mà phải nói đẻ ra con này con kia, con ghẻ, con ruột, con riêng, con bà vợ kế, con bà vợ lớn. Không có vậy nha. Tại cái đầu óc mình nó quen ở trong cái sự suy đoán của phàm phu, mình nghĩ rằng phải có một người rồi mới sinh ra được nhiều người con này kia kia nọ. Thượng Đế không phải là một hình thù, một dáng dấp, mà là một cái sức mạnh tình thương vô cùng kỳ diệu, một sức mạnh vạn năng, một tình thương vô lượng, một trí huệ sáng suốt vô cùng.